Rồi thì anh Liêm cũng liên hệ với một cửa hàng để báo giá cái tôn với sờ gồ. Tính ra giá tiền chưa anh? Của mình tới hai thứ là của hàng tốt này, còn này hàng thường mình xài được chứ không phải là không được, là 205, 237 rồi 227 rồi 263, 263 Sờ gồ không anh? đúng rồi, Thôi lấy loại loại này đi. là 205, Ừ. 205, Anh có 17. giá rất là cao không? Cô nhà ta xài có tiền nhiều nên xài cái sầu gỗ cao cấp chút xíu, còn mình xài vừa thôi. 17 cây nè, 17 nhân 205 bằng 3,5 triệu. Cho 13 mét 30 bằng 53 nhân cho 120 bằng 6.380.000, cho 6.400 đi cho dễ. Tôn à, Chưa đổi, chưa hết còn cái nữa. ừ, sao rồi. 6 triệu 40 cộng 250 120.000 bằng 1,2 triệu nữa. Sơ gỗ không anh? Cái này mới này Sài Gòn dưới này ra 3,5 triệu nè, Sài Gòn không á, Sơ cũng gỗ căn nhà là cái máy trước luôn không? đúng rồi đúng rồi Cái... 7 triệu, 7,4 triệu, 7,6 triệu, 7,6 triệu cho 8 triệu, tại dòng tiền ốc quýt với mặt quýt cho 8 đi, Một tính trừ hao luôn nghe. 8 cái này không ấy đâu, 8 11.500.000. Nó tiền gì? Đó hết luôn á, hết cả á. Tiền tôn không là 8 triệu. Tiền Sài Gòn 3,5 triệu. Còn 8 Đó. triệu. Cộng luôn là hết hai thứ, tròn cái nhà là 11.500.000. Là vừa ốc quýt vừa mặt quýt rồi luôn á. Rồi thì cái phần máy trên thì 11.500.000. Rồi thì bên ta cũng báo cô chú anh chị cái phần máy trên, còn máy dưới dưới thì chưa tính. Thì Giờ bên ta còn lọt nguyên căn nhà vừa cái kết đồ luôn là nó 11.500.000 á. Rồi cảm ơn nha. Rồi. Rồi cái phần kiến tính cái phần máy trên thì nó cũng ra số tiền của chú anh chị. Giờ mình ta sẽ liên hệ bên cửa hàng vật liệu để đổ xong cái phần chân móng mình mới tính tiền vật tư được. Còn mình biết tiền mình dư bao nhiêu mình mới biết tính tới phần trên. Rồi thì mình trên video này mình ta cũng thông báo cô chú chị thêm luôn cái phần nhà Thanh Khờ. Mình ta quay chung video này thì cô chú thấy là hai anh em giờ cũng đi đâu hết rồi, đi không thấy làm luôn. xịt thuốc cam dùng À, đi làm hết rồi cô chú chị. Nó mở cửa nó bỏ vào tranh luôn hả? không phá cửa, anh có giữ một cái chìa đặng anh qua anh mở đặng anh xài điện nhờ. Ừ, chứ để cái tư quy nâng cấp mất tiêu tư quy Anh có giữ một chìa, à. khi trước khi anh đi về thì nó chưa qua thì anh phá cửa cho nó, Rồi, phá cửa chứ thì để đâu có bỏ trong. dạ thì mình ta mua hôm qua kia 10 cây 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 mít mít ruột vàng mít đỏ vậy cô chú vậy ruột đỏ thì cũng trồng xong xuôi rồi cô chú vậy đây 10 cây.
người ta sẽ kêu nó đào thêm vài lỗ nữa để bổ sung những cây mà ăn trái. Nhưng giờ nó chưa đào, người ta cũng chưa mua được. Trồng ổi này kia của chú chị, ổi thì nó không có cao bự nữa, chỉ nhỏ nhỏ nhỏ, cỡ này là có trái rồi. Sẽ trồng thêm một hàng chen lấn vô cây bưởi, cây xoài này nữa. Bây giờ hai anh em này đi làm hết, không ai ở nhà đó, thì hôm nay mình tới quay chung cái video này luôn với cô chú chị. Bây giờ trồng nguyên hàng bưởi, sau này có thể có trái này kia cũng bán cũng được. Lâu lâu chín một trái thì mình ginh đem đi bán cũng được vài chục ngàn một cái bưởi đó. Cái mít. Còn bưởi thì khu vực đất này sợ không có tốt của chú chị. Mình thấy điển hình phía là nhà phía bên hông cũng có trồng bưởi mà bưởi nó cằn cỗi lắm. Rồi thì mà cô chú chị tiếp tục qua cái phần nền của nhà của Sơn một tay. Thằng này bơm nước nhiều ha, bơm nước đổ nền là lút gạo luôn rồi đó. Đây đất cát mà mình đổ mình phải bơm nước vô, không bơm vô thì nó bị lúng. Năm mấy tuổi em? Năm 13 tháng. Ba tháng tuổi mấy à? Đi quậy được rồi, phải không? Này, chú cục, xin cục, xin cục nè. Nào, đây nè, đây nè, nè. Giỏi. Rồi giống, phủi tay ra. Bú mẹ không, đâu bú sữa bú bình hả? Chưa dứt sữa nữa hả? Chưa. Thường thường ta một tuổi ta dứt sữa rồi, chưa dứt sữa nữa. Ý giờ quá. Nghe cái nền này bán lại sao? Bán nền này cũng người ta mua rồi ha. Dễ quá. À, nãy tiền tôn là 11 triệu mấy, tính sơ sơ nãy. Mấy. Để anh thẻ nó lập tôn trước, còn dắt tính sau đây nha. Thì anh tính sơ sơ ngày hôm qua là tiền anh nó tiền em luôn á. Mình ta cũng không báo của chú chị biết luôn là một tổng cái tiền của Sơn. Số tiền ngày hôm qua ta tổng kết cái tiền cô chú Mạnh Thường Quân ủng hộ làm đâu ta, nó kiếm nó quay. Đây thì bên ta cũng đọc tên một lần nữa, được cô chú Mạnh Thường Quân ủng hộ em. Anh ở New Jersey ủng hộ em 100 đô la cũng lần đầu tiên á. Chị Trâm Nguyễn ủng hộ 700 đô la. Rồi em Ly ở Mỹ ủng hộ em 7 triệu. Rồi quý bang cho em 50 triệu, mà 50 triệu anh đưa em hết 5 triệu còn 45 nha. Anh Trung Tính ủng hộ em 2 triệu. Ngày hôm qua kia anh nhận được 100 đô la là 2 triệu 3 nữa. Số tiền cô chú gửi. Thấy sơ sơ thì cũng gần được cái nền với cái máy rồi đó. Rồi kéo điện nước nữa. Để mình làm từ từ đi. Chứ sao xưa giờ mình ở cực khổ rồi, bây giờ mình làm từ từ đi, có nhiều mình làm nhiều ha. Rồi, thì hôm nay mình ta cập nhật một video gắn ảnh của chú chị.
Rồi mình ta cũng xin tạm dừng, thì ngày mai thế mình ta cập nhật tiếp tục. Nhưng anh đêm đó ngày mai thợ vẫn làm bình thường. Rồi mình ta tính qua cửa hàng vật liệu coi tổng số tiền cắt hết bao nhiêu, cái vật tư mình mua mấy ngày hôm nay hết bao nhiêu tiền, coi còn như bao nhiêu. Thì mình tính tới phần máy. Bây giờ mình ta xin tạm dừng video tại đây, thì cuối video thì mình ta cũng xin kính chúc cô chú với mình thường quân quý hào tâm lúc nào cũng làm ăn phát tài phát đạt. Sơn gọi lời đi qua đây. Cảm ơn cô chú mình thân quân đi ủng hộ. Ngồi đây đâu nữa. Nói đại đi, nó cảm ơn, con cảm ơn cô chú mình thân quân. Con cảm ơn mấy chú mạnh thân quân gửi tiền cho con cất nhà. Nó đại rồi thì có nhà thì nó cũng chưa đủ hoàn thiện đâu, thì cũng cần nhà cô chú ủng hộ một chút chút nữa. Rồi xong phim đó, nó cháu dừng thành thờ rồi đó, ở lai lai vậy đó. Cảm ơn nhiêu đó xong rồi. Rồi em gửi lời cảm ơn cô chú đi. Em cũng gửi lời cảm ơn cô chú với mạnh thần quân đã gửi thứ tiền giúp đỡ sửa cái nhà cho hai vợ chồng em, cảm ơn. Anh sẽ giúp em chia sẻ video ha. Để cô chú thương mọi người đóng góp mọi người một chút 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 cho hai chồng có ngôi nhà đàng hoàng ở nha. Thì phải đợi đi ha, từ từ tính. Giờ mình được cái phần nợ rồi, mình tính tới cái phần máy. Nếu mà được máy xong xuôi mình tính tới phần dách, làm từ 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 một tuần sau là cũng được đàng hoàng à. Rồi, thì mình tớ xin tạm dừng video tại đây. Cuối đồ mình tớ xin kính chúc cô chú lúc nào cũng làm ăn phát tài phát đạt, ở bằng sự bình an. Thì hẹn cô chú anh chị xem tiếp video sau của mình tớ.